Hello và xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang hợp tác với một người bạn tại một trang web, đó chính là muathẻ.com. Ở trang web này thì mọi người có thể đổi thẻ cào tự động ra tiền mặt, tất cả xử lý chỉ trong vài giây và xử lý rút tiền về ATM thì trong vòng 3 phút. Ở trang web này thì mọi người có thể bán tất cả loại thẻ liên quan tới Viettel, Vinaphone, Mobifone, Zing, Vietnammobi mọi người nhé. Và như anh em chưa từng biết đến cái dịch vụ đổi thẻ cào thành tiền mặt thì sẽ không hiểu lý do tại sao ấy là mình sẽ mất 20% phí mỗi khi bán thẻ. Thì cái này mình không giải thích nữa, bởi vì thực sự là có những người á, người ta chơi những cái bộ môn như kiểu là tài xỉu hay là rig vip thì người ta sẽ biết được tại sao lại là cái phí mất 20% phí này là gì. Rồi ok. Và một điều nữa là mọi người có thể mua mã thẻ online nữa. Và mua mã thẻ bây giờ mọi người có thể mua tất cả loại thẻ luôn, thẻ game hay là thẻ điện thoại đều được. Thì mỗi lần mua thẻ thì mọi người sẽ được chiết khấu, mọi người nhá, sẽ được chiết khấu một cái phần. Ví dụ mọi người mua thẻ Viettel với giá 100.000 đồng thì mọi người sẽ được chiết khấu ở trong tài khoản của mọi người luôn. Và ở trang web này thì mọi người sẽ có thắc mắc gì thì hãy liên hệ với cái hotline này, đó chính là 0703 98 6789 mọi người nhé. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cái trang web muathẻbs.com này của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.
Ok, hello và xin chào tất cả mọi người. Tròn đúng 40 máu luôn. Và bây giờ thì mình sẽ comeback lại top 1 cho anh em theo dõi nha. Ok, bây giờ để xem gì đây. Nó là một cái ấn vệ binh, một nghệ tuyệt vời quá. Khá may mắn bởi vì khi mình xuống mức 40 máu thì mình nhặt được một cái kho ấn luôn. Thì mình đã có ấn vệ binh. Thì trong trận đấu này thì mình sẽ làm về một vị tướng kích hoạt vệ binh nhân tạo mọi người nhé. Nó sẽ là một vị tướng gì thì anh em cùng theo dõi cái kết. Hiện tại thì mình đã cho The Raven cái trang bị ấn nhân tạo rồi. Đó chính là ấn vệ binh. The Raven vệ binh thì rất là hay. Bởi vì khi vệ binh chúng ta đặt X9 vệ binh ấy, thì chúng ta sẽ có được đó chính là 1.100 tốc độ đánh. Và cộng thêm cả 1.000 giáp nữa. 2.000 giáp cộng 1.100 tốc độ đánh mọi người ạ. Bây giờ thì 32 máu này. Đội hình của mình mỏng quá. Bây giờ mình với kiểu là chúng ta phải run ở level 7 một chút đi. Đội hình cứng cáp một chút thì với có thể chiến được. Trang bị này, thần lệnh dây ke. Mình sẽ lấy một cái trang bị bàn tay công lý nhá. Để cho con The Raven. Rồi mình sẽ kích hoạt một chút quân đoàn đi. Bỏ loại bỏ những vị tướng không cần thiết ra. Rồi Golab này. Zac, Ire. Zac ra nhiều nhở. Ui AC ra 3 con lúc luôn kìa. Pie này, The Raven này, Lucian này. 5 vệ binh rồi. Còn thiếu gì nữa nhở? Đúng rồi, ok, chúng ta có 6 vệ binh và 3 quân đoàn rồi nhá. Mình sẽ để cái dàn ở trên. Đội hình đây là một đội hình non nhất từng trước đến giờ. Đó chính là đội hình full 1 sao luôn. Full 1 sao mọi người ạ. Rồi Ire 2 này. The Raven anh em biết rồi, rất là mạnh. Một vị tướng mà có lượng sát thương rất là khủng. Ôi, quẩy kìa, giáp kìa. Rất là phê. Rất là phê. Con tướng The Raven thì mình đã kết hợp nó rất là nhiều hệ rồi. Cái ác quỷ hay là tất cả những hệ nào mình cũng đã gọi là kết hợp với nó cả. Thì trong trận đấu này thì mình sẽ, đây là một trận đầu tiên mình sẽ kết hợp với cái kiểu The Raven kích hoạt hệ vệ binh. Nhưng có một cái điều đó chính là khi mà mình làm về một cái món đồ chế nào đó ấy, thì cái điều mà mình cần nhất ấy là con đấy phải lên 3 sao. Ví dụ như kiểu tướng 4 vàng ấy, thì lên phải 3 sao, còn tướng 5 vàng thì 2 sao cũng ok rồi. The Raven đến 2 sao rồi. Bây giờ thì đội hình mình rất là ổn. Chắc chắn với mọi người luôn là mình sẽ có một chuỗi thắng rất là dài ấy, với một cái đội hình này. Gì đây? Lee Sin à? Lucian cầm bộ xanh luôn này. Ui, Neko nữa. Mọi người ạ, mình đang có tận 4 con The Raven cộng thêm một cái Neko nữa. Thì mọi người nghĩ xem, game này thì mình có xứng đáng có được The Raven 3 sao không ạ? Ok, khởi động tốt thật sự. Một cái game mà mình gọi là bán máu gọi là cực sâu luôn, 40 tiết. Nếu mà cái game nãy mà là chưa thần tài thì lại khác bọt rồi mọi người nhờ. Rồi game này mà còn làm quả thần tài thì bây giờ mình đang có khá nhiều Neko và Thìa rồi đấy. Với The Raven như này, đồ như này thì chỉ sợ những con tướng sát thủ hay là sợ áo choàng lửa hay là quỷ thư thôi. Còn nếu không những trang bị đó thì The Raven sẽ có khả năng hồi phục rất là tuyệt vời. Ok, team băng này, mình sẽ... Con Ire là một vị tướng mà anh em có thể chơi nó theo cái hệ tăng cơ hay là kiểu hệ sát thương đều được. Nó đều mạnh cả. Với cái nội tại gồng lên của nó thì chơi cái gì cũng mạnh. Game này thì mình sẽ up level 8 và run kiếm được level 3 sao nha.
ông này thì nó đang chơi liên hệ liên quan tới kiểu là vệ binh này, Lucian kiếm súng, Chitana. Bay lắm vậy ta. Vừa chơi game mà phải đập mũi anh em ạ, mũi cắn khó chịu lắm. 4.3 trận đấu vẫn đang còn rất là sớm, và với 32 tiết này thì mình sẽ cố gắng có match top 1 cho anh em theo dõi nha, chứ chẳng lẽ thử thách thua còn 40 máu thua luôn. Rồi ông nào nhìn cũng khỏe cả này, lực lưỡng hết cả. Bây giờ thì mình sẽ để đuổi như này đi. Game này thì mình vừa check qua không ai cầm cái lốc nhìn nhiều cả, khá tự tin nên không cần thay đổi vị trí nhiều. Ông này đang chơi quân đoàn này. Dragon thì nếu mà được freedom thì chỉ có gọi là xoa quẩy nát gáo đối thủ thôi. Hôm qua thì mình vừa làm một trận đấu cho anh em theo dõi, đó chính là Dragon x 3 sao và x 3 cái trang bị lưỡi kiếm chủ thần quá mạnh. Vậy nên là anh em còn một ý tưởng nào với con Dragon này nữa thì cứ comment mọi người nhé. Mình sẽ cố gắng làm cho anh em xem ý tưởng về con Dragon này nữa. Dragon là một vị tướng mà mình rất là thích chơi. Từ cái map 5 năm đi đến bây giờ thì mình cũng rất là thích chơi nó luôn á. Nhưng mấy con mũi nhà mình bây giờ nó bật chế độ tàng hình đó mọi người ạ. Bật chế độ map tàng hình hay sao? Không thấy luôn. Thực sự bây giờ mà ai mà phát minh một cái máy gọi là bắn tia lửa điện chết mũi ấy, thì người đó chắc là giàu nhất thế giới đấy. Cảm giác ngồi chơi game mà mũi cắn là cảm giác người nó ngưng anh ấy. Bây giờ đồ bẩn của mình đã có vừa sát thương vừa hồi phục rồi. Bởi vì cái trang bị thường thường ấy là cái bàn tay công lý bình thường ấy thì nó sẽ kiểu có hai cái tỷ lệ hên xui. Còn cái bàn tay công lý ánh sáng này ấy, thì nó sẽ gọi là hai cái nội tại song song luôn. Chúng ta đều được hưởng luôn. Vừa được sát thương lại vừa được hồi phục nữa. Và nếu mà nói về cái lượng hồi phục thì nó mạnh hơn, nó hồi phục nhiều hơn huyết kiếm rất là nhiều mọi người nhá. Ok, 5 trận win rồi, bây giờ mình sẽ up một level 8. Cho luôn 6 vệ binh và 4 con đoàn đi. Yasuo này. Ông này Olaf, 5 long tộc. Ông này cũng đang cầm Dragon này. Chỉ sợ là nhiều người chơi Dragon quá thì mình khó lên thôi. Anh em thể thấy là mình ở level 7 thì mình lo tận 4 con rồi. Nhưng mà khi mà lên level 8 thì vẫn chưa thấy xuất hiện con nào nữa. Đó người ta gọi là duyên số đó mọi người. Đôi khi ở level 7, ngày xưa ở cái mùa thần tài ấy, là mọi người biết không, có rất là nhiều trận đấu gọi là kinh điển của mình. Đó chính là mình có những cái 5 vàng 3 sao ở level 7. 5 vàng 3 sao level 7 mọi người nhá. Hồi đó mình có những tướng gì nhỉ? Mùa 4 là có những tướng 5 vàng gì ta? À, Samira 3 sao level 7 này. Rồi là những vị tướng Swain 3 sao level 7 này. Rất là nhiều. Phải nói là một cái mùa kinh thiên động địa của mình luôn đấy. Và mình rất là thích, thường hay làm cái thử thách mà ít ai làm được. Còn nhiều ông cứ bảo là
cái này thì ai chả làm được. Nhưng mà tôi nói ông nhé, thực sự là tướng 5 vàng 3 sao level 7 là một điều quá khó. Bởi vì ấy, cho dù ông có kỹ năng thách đấu đi chăng nữa ấy, thì ông không thể làm được. Mình phải khẳng định anh em ấy, cho dù ông có kỹ năng thách đấu chăng nữa không thể làm được một vị tướng 5 vàng 3 sao level 7. Người ta chơi cả trăm trận mới được một trận mà ông bảo thích là ông làm được. Thì đấy là hơi bốc phét rồi. Ôi, hôm nay này, Long tộc đấu sĩ của Garen kìa. Garen, nhưng mà anh em chơi Garen hơi nhiều. Mình thì đang up level 9 đi nhở. Nhưng up level 9 nhưng tự tin đi, up level 9 rồi run để kiếm xem nó kiểu nó cảm giác nó easy hơn. Mình phải công nhận với mọi người rằng ở mùa 5 này thì những cái video của mình nó sẽ nhạt hơn rất là nhiều. Bởi vì ở mùa 5 thì nó không cho phép những người chơi có sự sáng tạo cao. Nó không cho phép người chơi sự sáng tạo cao. Mọi người hiểu chứ? Đơn giản thôi, nó về hệ đi. Hay như kiểu ở những mùa trước chúng ta có hệ pháp sư. Hệ pháp sư đi. Hệ pháp sư thì chúng ta có thể dùng skill x 2 lần. Một vị tướng có thể dùng skill 2 lần. Thì ở nếu mà có một hệ pháp sư ở mùa này ấy, thì anh em tưởng tượng là con Vego có thể dùng skill 2 lần này, Lucian 2 lần đó, tất cả tướng đều dùng 2 lần thì nó sẽ tạo cái game cái sự thú vị, có thể sáng tạo rất là nhiều. Hoặc là cho nhiều Neko nhiều thìa thì mình có thể làm 9 vệ binh, 9 chiến binh, hoặc là 8 quân đoàn, 9 vệ binh đó. Như ở những mùa trước thì mình hay làm như vậy. Ở mùa 4 thì mình hay làm đó chính là 9 thần rừng, 9 pháp sư. Rồi là 9 thần rừng, 9, 8 đấu sĩ. Đó. Anh em nào không tin thì có thể quay lại video mùa 4 để xem. Mình làm được hết nhá. Hai tướng 3 sao trong một trận đấu mình đã làm. Chỉ hơi tiếc một điều đó chính là mình có 17 con zone và thiếu một con zone, zone này cuối cùng nữa thôi. Không lây được hai con zone này 3 sao thôi. Còn lại hai tướng 4 vàng 3 sao. Ý là hai con Shizuoni 3 sao ấy mình đã làm rồi. Bởi vì cái mùa đó Neko là nhiều và chơi thần tài biết cách chơi nữa thì nó sẽ ok hơn. 6 vệ binh. Lucian cầm kiếm súng, mình sẽ cái Lucian lại nha. Thường mọi người, thường ấy, mình game này là mình chơi chắc kèo lên level 9 thì kích hoạt 9 vệ binh luôn ấy, chưa thực sự là con tướng 4 vàng nên run ở level 8 ngon hơn mọi người nhá. Level 8 sẽ dễ ra tướng 4 vàng hơn. Còn lên level 9 thì tỷ lệ tướng sẽ loãng đi. Đôi khi lên level 9 nó ra tướng 1 vàng là nhiều hơn ấy. Sổ đều là bẩn kìa, ném kìa. Nhức nách không? Đây là mới có 6 vệ binh thôi, khi kích hoạt 9 vệ binh sẽ khác. Khi mình up level 9 mình sẽ cố gắng kiếm 3 sao mọi người nhá. Tiro vẫn win này, Tiro đang cầm một con Draven. Và một con không ảnh hưởng nhiều. Up level 9 thì mình sẽ có tỷ lệ cao kiếm từ 4 vàng hơn. Với up level 9 thì mình có thể kích hoạt được 9 vệ binh luôn, nó an toàn hơn. Có nghĩa là sẽ khó thu hơn. Lượng máu mình đang còn khá là thấp, 32 tiết nên là phải up level 9 đã tính sau. Để xem Larry chợ có gì nào. Ở vị trí top 2 thì cũng khó chọn đồ lắm. Có đồ đẹp thì cũng không thể lấy được. Có kỵ sĩ, có Vego, có cây le. Trang bị này thì mình sẽ sử dụng một cái trang bị giáp hồi sinh, giáp gai, tim băng, áo choàng tĩnh lặng. Cái trang bị áo choàng tĩnh lặng là một trang bị mà được đánh giá là có tỷ lệ thắng cao nhất trong tất cả các mùa mọi người nhé. Và mình sẽ sử dụng nó. Ok, mình sẽ cho trang bị này cho con Revenge đi. Bởi vì những trang bị áo trong tính lặng này thì nên sử dụng những vị tướng mà nó khi mà mình di chuyển nó ấy, thì nó sẽ không ảnh hưởng đến đội hình nhiều thì mình nên sử dụng. Ví dụ như con Riven là con Pai này. Đấy, di chuyển nó thì đội hình không ảnh hưởng nhiều. Up level 9 thay đổi luôn, không chơi này nữa là mình sẽ có 9 vệ binh và 2 quân đoàn mọi người ạ. 9 vệ binh, 2 quân đoàn và 2 pháo thủ.
Long Tộc này, Heimdinger này, Fiddlestick này. Mình đã áo choàng tính lặng rồi. Rất là hên bởi vì mình có hai áo choàng tính lặng ấy. Điều đấy sẽ khiến cho mình sẽ khỏe hơn. Nó trên Fiddle kìa, nó mà R và con Draven thì chọn tàu hình quá. R sai. Nó R Draven thì đúng là cháu chịu rồi. Quẩy lửa Nguyễn Như Lâm. Một round nữa mình sẽ up level 9 nhá. Một round nữa. Không, 19 tiết này. 19 tiết. Trời ơi, Tilo. Tilo còn 3 tiết thôi. Một, hai, ba. Ok, 9 vệ binh. Bây giờ chỉ cầu mong Ron ra được Draven nữa thôi là đẹp. Mình sẽ cho tính lặng Lucian là 1. Này là 2, ok, ổn luôn. 6 vệ binh, 4 pháo thủ, 4 chiến binh, level 9 nữa rồi. Level 9. Yve mới 1 sao, đừng này không có thủ. Có mỗi Rakan thôi, một Rakan cũng chỉ 1 sao thôi. Zack 2 này, Raren, Bego. Riêng hai áo chúng ta, hai áo choàng của mình không lắp, không được tác dụng gì luôn. Khi tập 9 vệ binh chúng ta sẽ được 2.000 lá chắn và 1.000% tốc đánh mọi người nhá. Anh cũng theo dõi này, nếu mà con Draven mà được này là sẽ 5 chấm tốc đánh luôn. Có đủ. Khỏe thế. Khỏe vậy. Không nghĩ này sẽ khỏe vậy luôn á. Trong khi mình có 9 vệ binh rồi. Nhắc đồ bếp. 3 thiết giáp. Có vẻ như kiểu thiết giáp nó thủ trâu quá. Mình sẽ lấy cây le nhá. Nếu mà ra cây le nhiều thì mình sẽ chơi cho anh em xem cây le. Đưa ra vần Ron tận gần 15 vàng, 16 vàng vẫn không ra một con nào cả. Với cả game nãy mình hơi đen là do cái áo trong tính lặng của mình không có tác dụng ấy. Nên là ông đánh cũng sẽ rất là bá. Ông đánh này nhận long lồng trong thiết giáp này. Chơi đồ ra vần gặp thiết giáp mệt mỏi ghê không. Nó khỏe quá. Lượng giáp trâu, sát thương của mình đa phần là sát thương vật lý thôi. Ok, chơi cây le mọi người. Mình sẽ chơi cho anh em xem cây le. Ba áo choàng tính lặng luôn. Ok. Ba cái sử dụng rất là hợp lý luôn. Quạt, quạt, quạt. Ủa, cái nội tại này của cái len nó không kích hoạt được 9 vệ binh nhỏ. Nó vẫn chưa kích hoạt được mọi người ạ. Kích hoạt là phát là 5 chấm tổ đánh luôn. Đây, khi bắt đầu giao tranh vệ binh với nhiều máu nhất sẽ nhận thêm lá chắn cho thêm tổ đánh. Nhiều máu nhất à? Khi lá chắn bị phá hủy hoặc hết hạn, nó sẽ chuyển cho đồng minh có máu phần trăm máu thấp nhất. Ủa, nó vừa lắp đồ xong xuất hiện ngay quả đại bác Linh Thanh này. Nhờ round này mình sẽ lựa chọn cái huyết kiếm đi, cho con Axan nó quẩy. Không biết nhân phẩm cái này có thể lên được con cây le 3 sao hay không đây. Top nhóc Ngọc Long này. Bây giờ mình sẽ Ngọc Long quá. Ngọc Long đang thay đổi đội hình rồi. Mà Ngọc Long này rất là khỏe. Đội hình trai còn khỏe luôn ấy. Gặp rồi mọi người, khéo gặp rồi. Không phải à? À ha, gặp ông top 1 người giờ sụt. Giờ sụt cũng đang có một cái áo choàng tính lặng. Lucian, uầy Lucian đồ kìa. Chết rồi, không ổn rồi mọi người ơi. Đồ Lucian đẹp quá. Hay quá Lucian ơi. Ui hồi anh thấy không, 5 chóng đánh kìa, sấy kìa. Sấy như một cơn gió luôn. Cái này của mình nhiều máu quá nên nó vẫn chưa kích hoạt được cái nội tại đó. Giờ sụt 7 máu hay 4 máu thế nào. Ui, mình không thiết giáp này trâu quá. Quá khỏe so với quy định luôn rồi. Đổi full 2 sao luôn. Nhìn con rắc là thấy nó nản rồi đó. Ron nha anh em.
không ra thêm một cây lane nào nữa. Với cả lúc nãy mình lựa chọn con Draven thì cũng mệt rồi, bởi vì Ron cũng không ra Draven luôn. À, chết rồi, ông này để vị trí này thì con Kale Lucian mình bị nó bắt ngay luôn á. Một lượng giáp, 1000 giáp, 500 đồ đánh luôn. Cố lên anh em, không phải để thua được. Châu thế. Kale chuẩn kích hoạt được nội tại kỹ năng của mình thôi là nó cân hết mọi người ạ. 2 sao kích hoạt hơi lâu. Bút đi. Rồi, hay quá. Quạt. Trời ơi, sát thương nhỉ. Mà nó vẫn chưa được kích hoạt của giờ sụt win rồi. Giờ sụt win luôn ông kia mọi người ạ. À, gậy lốc này. Mình sẽ lấy một cái dây ke. Mình sẽ lấy dây ke mọi người ạ. Tuy có gậy lốc nhưng mà không quan trọng, mình sẽ xoay chuyển tình thế được. Ông này mình cũng đồ hình rất là giá trị đây. Kim băng cho con Kai này, áo choàng lửa cho con Galio, cho Lucian. Ông này thì đang có một cái gậy lốc, nên là ông này sẽ lốc bất cứ vị tướng nào của mình. Ok, cây le 9 vệ binh. Lốc này, lốc xịt rồi bạn ơi, ok. Với đội ác san 2 sao Lucian này nữa thì rất bá. Ok. Đây là chính là con Kale mà anh em comment mình rất nhiều về Kale 9 vệ binh. Hơi tiếc là nó chưa kích hoạt được cái gì cả. Chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nhé. Bye bye, tạm biệt.